Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay thì Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế thì mưa sẽ tăng trở lại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8. Cảnh báo sẽ có mưa vừa, mưa to. Còn trong ngày hôm nay thì ở nửa phía bắc của Trung Bộ, mây nhiều dần lên và có lúc có mưa rào bất chợt. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố như là Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế sẽ là từ 27 cho đến 29 độ. Ngược lại, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phan Thiết thì vẫn nắng ráo. Nhiệt độ ở đây sẽ là từ 28 cho đến 31 độ. Đến với Nha Trang vào dịp này thì du khách cần lưu ý những cơn mưa sẽ xuất hiện đều đặn trong ngày hôm nay và cả hai ngày tới. Khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều thì trời sẽ không mưa và có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở đây sẽ là 30 cho đến 31 độ. Du lịch Nha Trang thì du khách đừng quên khám phá Hà Nội, nơi sinh sống của các loài chim yến cùng với bãi tắm đôi tuyệt đẹp. Tại Hà Tĩnh thì tạm thời trong ngày hôm nay trời sẽ có nắng với mức nhiệt vừa phải là 27 độ. Còn từ đêm nay đến thứ hai thì trời sẽ có mưa bất cứ lúc nào. Trời có lúc mưa khá to và dồn dập và có thể gây ra ngập cục bộ. Và với dự báo như vậy thì du khách hãy sắp xếp lịch trình du lịch hợp lý để không bị ảnh hưởng bởi mưa dông. Còn xuống khu vực Tây Nguyên thì hôm nay chỉ có mưa vài nơi về chiều, còn hầu hết thì đều là tạnh ráo. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này sẽ không vượt quá 30 độ. Hồ Tà Đùng của tỉnh Đắk Nông thì sẽ là nơi lý tưởng cho những du khách yêu thích vượt, trải nghiệm và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, núi rừng. Còn về thời tiết thì trong ngày hôm nay và hai ngày tới thì du khách sẽ có những khoảng tạnh ráo từ sáng cho đến chiều với mức nhiệt cao nhất là 27 cho đến 30 độ. Lưu ý là về chiều tối trời sẽ có mưa dông trong suốt cả 3 ngày tới, kèm theo đó là lốc sét và gió giật mạnh. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây và những thông tin thời tiết mới nhất sẽ liên tục được cập nhật trong những bản tin thời sự tiếp theo.